Phương Rồi Giống, hello mọi người. Nay Phương sẽ giới thiệu cho mọi người tiếp theo về cái một loại ga nữa rất hay thông dụng trong gia đình chúng ta. Thì trong các video của Phương này đã có ga R52, ga 32, thì chỉ còn một loại nữa là ga 410. Thì hôm nay trên thị trường chúng ta máy lạnh chúng ta chỉ sử dụng ba lò ga đó thôi. Phương cũng muốn nói hết cho mọi người biết. Thì hôm nay là Phương đang đứng chế một cái máy đây, là cái máy này là sử dụng ga 410. Thì chơi chút xíu tới đây thì Phương sẽ quay cho mọi người cái cách kiểm tra ga 410 bao nhiêu là đủ ha. Rồi mọi người hãy cùng theo dõi nhé. Rồi thì đây là một cái máy Daikin xài ga 410. Thì đây ha, đây nè, đây là nó có ghi nè, ga R410 nè đó, các bạn thấy không ạ. Thì giờ mà mình sẽ tiến hành đo ga thì cũng giống như cái bữa cái ga 32 bữa trước, thì nó cũng có một cái con ốc đây, cái con ốc chỗ này, thì mình cứ tiến hành mình mở rồi thố xuống một cái rồi rút ra là xong, rất dễ đúng không ạ. Đây giờ Phương sẽ làm nha. Đây hộp đây đúng không ạ. Rồi xong đó, mình sẽ bỏ tạm dưới đi. Đây, đứng đây nè, Phương có nói đúng không, mình chỉ cần cái này xuống đó, các bạn thấy không, khi mà mình nhấp xuống là này nó bị dở ra nè đó. Rồi xong thì là đây, nó ló nguyên cái con này ra. Bây giờ chỉ việc là cũng giống như mọi cái máy khác, mọi cái loại ga khác, ga nào cũng như nhau, thì mình đo là mình đo đường về ha. Phương gọi là đo đường về nha, là cái này nè, hai cục. Thì cái nếu các bạn không nhớ thì cái cục này nó không có cái đầu này, cái cục này nó có thì các bạn cứ nhè cái nào nó có cái đầu này là mình đo ha. Để coi mở cái này nổi không. Ồ lại cứng quá. Thì tiếp theo Phương sẽ lấy cái kềm, đúng ra lấy mỏ lết, nhưng mà hôm nay Phương đi kiểm tra máy thì không mang mỏ lết, cũng không dự định, nhưng mà do là thấy cũng hơi rảnh nên là quyết định quay cho mọi người, nên là không có đem đầy đủ mấy cái mỏ lết à, mình chỉ đem rồi để Phương lấy hai tay Phương mở đây. Do hôm nay Phương quay trời khá nắng, đây nắng lắm luôn, nên là mọi người thông cảm nha. Trời nắng quá nên là cái hình nó cũng không có được đẹp, nhưng mà chủ yếu là chúng ta hiểu được là như thế nào là được rồi, ga bao nhiêu đủ được rồi ha. Rồi rồi thì vẫn là cái đồng hồ này của bên tụi Phương. Thì các bạn nhớ nha, có một điều lưu ý vậy, khi các bạn ở nhà của mình á mà các bạn mua đồng hồ đo ga thì các bạn lưu ý một xíu. Các bạn coi thử coi là cái đồng hồ của mình, nhà của mình xài ga bao nhiêu thì các bạn hãy mua, nói người ta bán vậy nha. Tại vì giống như cái này, cái đồng hồ này của mình là đo được nè, ga R22 nè, ga 134 này, ga 410 nè, mà ga đo được ga 410 thì đương nhiên là đo được ga 32 ha. Vậy nha, các bạn nên nhớ này một xíu. Còn đó, đây. Rồi tiếp tục đó. Là cũng giống như cái clip trước Phương có nói là Phương đã chuẩn bị một cái van. Cái van này là đo được chung cái đuôi của ga 32 và ga 410, nên là Phương có thay, nó còn ga 22 thì nó một cái van khác nha. Đó thì giờ vẫn là như vậy, mình vẫn mở này ra, vẫn khóa cái này lại đó ha. Đó theo bạn thấy không, nếu mà nó khóa này lại là nó sẽ bị xì ga nè, nên giờ Phương quyết định là khóa lại. Rồi cứng rồi đó. Rồi giờ mình dặn vô thì cũng giống nè, các bạn thấy không, cái đầu đuôi này nè, chỉ cần nếu như chúng ta chọt vô nó mà nó nhấn vô giống như bánh xe á, mình nhấn vô là nó sẽ bị xì ga ra, các bạn hiểu không ạ. Nên là nè, có mình trong này là mình có cây kim nè đó, cái van này nó là vậy thôi. Thì khi mình dặn này vô nè, mình dặn không nên là nó không có, mình không có kim, nó không có tới, nên là nó không có bị xì, chỉ là vậy thôi chứ rất đơn giản đó. Đó chúng ta giờ Phương dặn nè, này vậy nha. Mấy cái thao tác thì nó có thể là màn hình do Phương tự cầm quay nên nó hơi mờ, các bạn thông cảm giùm.
Nhưng mục đích là Phương cho mọi người thấy là cái thực tế nhất là cái nó lên là bao nhiêu là đủ ha. Mục đích là vậy, nên mọi người cứ theo dõi nha. Rồi, thì giờ hiện tại nó đang không này nha. Rồi, Phương tiến hành phương dạng nè. Phương dạng vô cho kia mới đẩy vô đó. À, kiểm tra trước, đó, kiểm tra. Rồi, ok. Rồi, phương dạng nha. Các bạn thấy kia kim nha, các bạn để ý nha. Kia kim mới sẽ lên đó. Các bạn thấy không? Phương dạng vô nè, kim mới lên nè. Lên đây, lên, ok. Rồi, các bạn coi, nó lên bao nhiêu. Đó. Đó. Các bạn thấy không ạ? Nó này lên khoảng 140. Đó. Là đủ nha các bạn. Đó, đó là đủ ga đó. 140. Đây nha. Đây, Phương cho các bạn coi ạ. 140. Đó, thấy không bạn thấy không? Đếm cái nứt trên đó, các bạn đếm nứt trên nha. À, 101, 102, 103, 104, 150. Đó, ha. Thì đây. Thì ra, các bạn thấy cái van chống bỏng nó lợi hại không? Nó làm cho chúng ta rất dễ chịu, chúng ta thao tác mà không có phải sợ sệt. Bình thường nếu như mà Phương thao tác mà có sợi dây này không thì Phương sẽ không có cầm được điện thoại. Nhưng mà hôm nay Phương đã thao tác và Phương vừa cầm điện thoại, Phương vừa quay. Mà vị trí có một cái van này rất tiện lợi, Phương cũng rất an toàn nữa. Nên chúng ta ở nhà nên sắm ha. Rồi quay về vấn đề ga. Thì ga của ga 410 thì nó cũng dao động từ 130 đến 160. Thì các bạn cái đây nó nằm ở 140 thì ok nha các bạn. Đó. Đây là đủ ga nha, cứ 130 đến 160. Thì các bạn thấy vậy thì cứ mặc nhiên nó là đủ, không cần phải châm sạc gì thêm hết ha. Đó. Nha. Còn cái trường hợp mà đã bị nghẹt gì đó thì tính sau nha. Cái này là mình gọi là mình phải kiểm tra ga coi nó đủ này không, gì đủ ga này không thôi nha. Cái lốc nó còn ga này không thôi, chứ mình chưa tính tới mấy trường hợp khác thôi nha. Đó. Thì clip của Phương chắc tạm dừng tại đây. Hy vọng Phương đã gửi tới mọi người cái mọi người đang cần để hiểu thêm về cái ga, lượng ga bao nhiêu là đủ, để mình hiểu biết thêm, muốn cho những người muốn tìm tòi. Thôi, máy bay mọi người, cảm ơn mọi người đã theo dõi video clip của Phương. Nếu mọi người cảm thấy thích thì hãy cho Phương một lượt đăng ký kênh nhé. Rồi, bye bye, cảm ơn.